Gấu bán vịt La La Fan rồi. Giao hàng nhanh quá. Cảm ơn anh nhá. Vịt xinh quá. Gấu bông xinh quá. Anh bấm mắt có cái gì đây? Đây là con gấu bông anh bốn mắt mới mua đấy. Xinh không? Này, anh tóc xanh có món này ăn ngon cực luôn. Mì. Có đồ ăn á? Nhìn ngon đấy. Cho anh bún mắt xin miếng nào lại đây. Đây. Đây nè. Ngon lắm. Wow, dễ thương quá, dễ thương chi. Các em có tò mò về trò ảo thuật vừa rồi của anh tóc xanh không? Bây giờ anh tóc xanh sẽ giải thích nhá. Đây thực ra là một chiếc hộp ma thuật đấy, bởi vì nó có một ngăn rất là bí mật luôn. Đây này, một ngăn của nó là ngăn đựng đồ ăn. Nhưng khi chúng ta bất ngờ xoay cái hộp này lại thì nó sẽ có lộ ra một cái ngăn ở dưới, đó là ngăn để chứa rắn. Khi nào chúng ta muốn làm ảo thuật biến đồ ăn thành rắn, chúng ta chỉ việc lật ngược cái hộp này lạ, mở nắp ra và yeah! Hóa ra là rắn giả. Lại còn bày trò trêu mình để lấy gấu bông của mình nữa. Anh
tóc xanh có một chiếc kẹo huýt sáo này. Kẹo huýt sáo à? Kẹo gì mà lạ thế? Nhưng mà anh tóc xanh có một trò ảo thuật cực kỳ hay nhá, với viên kẹo huýt sáo. Ở đây anh tóc xanh có một viên kẹo huýt sáo. Bây giờ anh bốn mắt hãy đẩy viên kẹo huýt sáo vào bên trong và chờ đợi điều kỳ diệu. Rồi, bây giờ sẽ có điều bất ngờ nha. Tập trung rồi nhá, anh bốn mắt hãy tập trung nhìn vào bàn tay của anh tóc xanh này. Trò ảo thuật vừa rồi có làm cho các em cảm thấy thú vị không? Trò ảo thuật này vừa thú vị mà lại vừa mang một chút không khí kinh dị. Bây giờ anh tóc xanh sẽ giải mã trò ảo thuật này nhá. Thật ra anh tóc xanh đã chuẩn bị ở đây một bàn tay thật là nhỏ làm bằng nhựa dẻo. Sau đó anh tóc xanh sẽ đeo bàn tay này vào ngón tay của mình như thế này này. Chúng ta hãy gập bàn tay này lại, che một tay vào sao cho người ngồi cạnh chúng ta không nhìn thấy ngón tay có bàn tay nhỏ. Khi họ đã thật tập trung vào bàn tay của chúng ta thì chúng ta sẽ thò bàn tay ra, đưa tay ra, đưa tay vào, như thế sẽ tạo cảm giác rất là giống thật luôn. Vậy là anh bốn mắt đã bỏ chạy và để lại gấu bông cho anh rồi. Bẩn hết quần áo thôi rồi. Thực ra vừa nãy anh chỉ cho anh tóc xanh thôi. Đây là một chai tương ớt bình thường, nhưng bên trong có gắn một sợi dây màu đỏ. Khi mà anh muốn mắt bóc cái này ra, thực sự sẽ phụt ra bên ngoài như chúng ta phụt tương ớt vậy. Anh tóc xanh bị lừa rồi. Chào các cậu bé thân yêu, hy vọng là video vừa rồi sẽ giúp các em cảm thấy thật vui vẻ, thật là thú vị. Bên cạnh đó, các em cũng có thể tìm chú gấu bông vịt La La Pha tại cửa hàng tiệm gấu hoặc đặt hàng ngay trên Shopee tiệm gấu nha. Ngoài bạn gấu bông La La Pha này ra, ngoài bạn vịt má hồng La La Pha này ra, anh còn đang có rất nhiều squishy và gấu bông, những đồ dùng liên quan đến BTS. Các em có thể lên Shopee của tiệm gấu để có thể tham khảo các mẫu hoặc đến tận nơi để mua hàng nha. Tiệm gấu mới về nhiều kẹo mới ngon quá à. Bốn mắt. Anh tóc xanh, giật cả mình. Lấy kẹo của shop tiệm gấu ăn đã trả tiền chưa đây? Tất nhiên là lấy là phải trả tiền rồi. Anh bốn mắt có muốn xem một trò ảo thuật không? Anh bốn mắt nhìn thấy lá bàn này không? Xem đây. Cẩn thận anh tóc xanh ơi. Anh Tâm, không phải là lá bài cắm quân gì hả? Chú ý, đây là những video hay nhất và hot nhất trong tuần này. Các bạn nếu chưa xem thì đừng bỏ qua nha. Ngoài ra các bạn nếu thích video hãy nhớ bấm like. Và nếu chưa trở thành thành viên của Hành Tinh Đồ Chơi, nhớ bấm nút đăng ký để trở thành thành viên nha. Hành Tinh Đồ Chơi xin chào và hẹn gặp lại.